Hello anh em, trở lại kênh DHBG của mình. Cái video này thì mình vẫn làm về CD game Thiếu Liên 3Q nha anh em. Hiện tại mình đang chơi server 54. Các video của mình ấy thì sẽ hướng dẫn kỹ năng chơi cho em mới nha. Và anh em đừng quên ủng hộ mình bằng một lượt thích kèm một bình luận dưới video này nhá. Điều hôm nay là ngày 68 này. Lực chiến thì mình đã được 89.705 vạn. Level 89 nhá. Kim bản mình còn 44k nhá. Đây, chắc là qua ngày mai là mình sẽ lên 90 nhá. Chắc ngày mai là mình sẽ đăng video khá là sớm nha anh em ơi. Lên 90 cái mình quay video luôn. Ở đây vào hôm nay thì nó có cái sự kiện mừng lễ nha anh em. Đây với cái kinh nghiệm của mình ấy, cứ có sự kiện mừng lễ hiệu lệnh mình chui ở cái sản lượng cao nhá, không thèm giao đâu anh em ơi. Đây. Mặc dù lúa mình 251 nhá. Đây binh lực cũng 50, đủ di chuyển nhá. Nhưng với cái lực chiến mình ấy, ra là chết, thì tốt nhất là cứ ở sản lượng thôi nha anh em ạ. Đây thành đỏ bên mình có 31 người này, đây thành cam cũng chỉ có 1 người nhá. Đây thành tím còn có 5 người này. Với cái cụm mình ấy, chắc lực chiến ở trên 200k ấy, thì mới đứng được nha. Đây mình lên 90 ấy, chắc cũng chỉ có lên 100k thôi. Không xin nhê anh em ơi. Đây có bạn này 173k này. Đây còn lại trên trên 200k hết nhá. Rất là gắt luôn anh em ạ. Đây thành cam X2 cũng chỉ có cái bạn hơn 200k đứng nhá. Đây thành tím này. Đây tàn 177k này. 120 này. Đây chắc là các bạn này vừa di chuyển. Chắc chắn là cái bạn này vừa di chuyển lên nhá. Bình thường ấy, mấy cái thành X2-3 hôm nay ấy, được chiến yếu chắc cũng chỉ đứng được tầm 5 hên lắm thì được 10 phút nhá. Đêm hôm nay thì qua ngày ấy, rất là may là mình Long Arc Clone mình farm xong á, 40 lượt quân lệnh ấy. Đây 18 giờ trước này. Đây bây giờ là 18 giờ 20 nhá. May là mình vừa farm xong mình chết. Đây còn 40 quân lệnh nó hồi từ đêm rồi anh em. Chắc thì nó 8 giờ ấy. 8 giờ thì nó vào cái quyết chiến thì đứng cái thành nào thì cũng chỉ tốn một lệnh nhá. Chắc thì 8 giờ mình chạy ra farm, nếu mà không có ai farm thì mình Long Arc Clone là tầm 2-3 phút là xong nhá. Nếu mai hoàn trả thì mình cũng làm full nhá. Đây 30 dương thần thú đỏ này, ai nào nhầm, 30 dương thần thú kim này anh em ơi, khá là ngon này. Nhưng mà tiếc là nó chỉ có hai loại nhá. Đây đấu trường mình cũng làm full rồi này. Dương trang bị kim mình 62 nhá, tức là hai ngày nữa là mình sẽ được thêm một món nữa nhá. Mình đổi cả cái đá trong tiệm tông nguyện nhá. Đây tinh hoa trang bị này. Sau kéo khi là mình bỏ không mua thần binh nhá, mình đổi cái tinh hoa trang bị ấy. Mình đổi thêm 1-2 set nữa cho cái con hảo đôn nhá. Đây điền vi thì mình cũng 3 món nhá. Mình nhớ cái món thứ 3 mình đeo vào tăng tận 10 triệu chiến nhá. Chắc là đeo lốt cái món cuối cùng ấy. Đâu nhỉ? À đây. Hiệu quả 4 món này sát thương và giảm sát thương cộng 10% nhá. Cái này rất là ngon anh em ơi. Đã thế là còn được cả chú linh nữa. Đây áo chú linh thì mình cũng nâng lên bậc 2 rồi nhá. Mình nhớ là lên bậc 3 ấy, chỉ được chú linh trang bị kim thôi nha anh em. Đây vũ khí mình bậc 3 này, đấy mọi người có thể thấy này. Từ bậc 4 trở lên ấy, chỉ được chú linh trang bị kim nhá, mảnh trang bị kim nhá. Đây mình đang lốt, lên lốt 2 cái này. Đây mình đang tinh luyện dần dần lên nhá, đợi ngày kia ấy, có cái bú kim nữa thì mình cứ tinh luyện trang bị lên đều nhá. Anh em cứ tinh luyện trang bị lên đều cũng không cần phải dồn độc cái vũ khí. Nếu mà tem thục chơi mát siêu ấy, dồn độc cái vũ khí thì cũng được nhá. Còn như điền bi ấy, anh em cứ tinh luyện đều lên cho mình nhá. Thế hôm nay sự kiện mừng lễ này nó ra cái con thần thú kim 4 nhá. Cửu thiên ứng năng này, con này PK cực kỳ ngon nha anh em ơi. Nếu mà mình mà không vướng cái con cung kỳ mình đi tí liệu mua xong ấy, chắc là mình sẽ đầu tư cái con cửu long, à đâu, cửu thiên ứng long này lên nhá. Đây rất là xui luôn. Hôm nay mình khiêu chiến 40 lần trong cái công hành chiến cũng chỉ có 5 cái nguyên liệu nhá. Đây đấu trường mình quét 60 lần này, được 12 trên 15 này.
Ấy còn thí luyện vô song này, cự thú thì tầm báo mình full hết nhá. Nói chung mấy cái cự thú này từ đầu game đến bây giờ mình luôn full nhá. Đây đợt này mình vẫn còn 54 cái nhá. Cái này thì anh em làm nhiệm vụ hàng ngày thì được cái lệnh thập phạt không? Thì mỗi ngày anh em đừng dùng, cứ đợi đến cái sự kiện mừng lễ anh em dùng thì nó sẽ ngon hơn nhá. Đầu game thì anh em chưa lên 65 ấy, thì anh em cũng tích cái lệnh tầm báo như thế nhá. Còn lên 65 thì vô tư rồi. Còn thí luyện mua xong ấy, anh em xem mới thì cứ để nguyên một lượt cho ngày hôm sau ấy. Thì phần trăm anh em làm mắc này cũng khá là cao nhá. Rất là tiếc là nhiệm vụ lần này là cái rút thần binh ấy. Mà mình đã rút hôm qua rồi nên mình bị tạch cái rút thần binh nhiệm vụ năng động nhá. Còn hai lứa chắc là mình cũng làm xong cái rút thần binh 25 lần này. Đây mình cũng rút được 11 lần rồi. Tức là mình bị tạch cái mốc 35 này, 50, 65 này, 15, 30, tức là mình bị tạch 40 cái nghiên mực nhá. Cũng khá là sót anh em ạ. Sau mình chơi để ý một tí mới được. Còn cái chiến dịch này thì ba đi 3 ngày là xong thôi. Còn về cái đổi phúc lợi, đổi hào hoa, nếu mình mà có ngọc tí thì chắc chắn là mình sẽ lên cái con ứng long nhé. Còn tướng kim ý thì cứ quay ở trong cái sự kiện kim tướng là được rồi anh em ạ. Có cái thần thú này, cái sự kiện phú giáp ấy nó rất là lâu luôn nhá. Tính ra cái đợt trước là còn nhanh nhá. Mình không nói đầu game nhá. Đầu game thì chỉ có 15 đến 20 ngày là một đợt. Nhưng mà đợt này thì là 20 ngày nhé. Còn đợt trước nữa hơn 30 ngày nhá. Mình nhớ là 35 ngày nha anh em, rất là lâu luôn. Mà cái game này thì em quyết thần thú nó tăng cực kỳ nhiều lực chiến nhá. Nó hơn cả tướng kim này, trang bị kim và thần binh kim nhá. Nó tăng rất là nhiều luôn. Còn về cái đổi phúc lợi ấy, thì vẫn như cái sự kiện hiệu lệnh thôi. Anh em đổi tướng này, trang bị này, thần binh này, mảnh bảo vật này. Xây vào đầu thì chắc là sẽ ưu tiên đổi tướng trước, xong đến thần binh, xong đến trang bị nhá. Còn xây vào cũ thì trang bị đỏ hay chắc chắn anh em mắc hết rồi. Tướng chắc cũng tương đối là mắc. Như mình ấy, mình đang cố dồn cái con Trương Liêu ấy lên 7 sao ấy, để sau mình đi cái thí luyện vô song ấy lên mình mới đổi tướng nhá. Mình nhớ cái đợt trước là mình không có đổi tướng luôn. Đây mình cố cho con Trương Liêu lên 7 sao ấy. Sau là mình ngừng mua tướng nhá. Là mình chỉ mua có thần binh này và cái cục ích thú nhá. Còn cái bút lông ấy thì anh em chỉ đổi có cái mảnh bảo vật này, xong đổi ấy, đá bồi dưỡng này, đá tinh luyện trang bị này, cũng chỉ có cái bút này nguyên liệu cũng chỉ có hai cái thôi. Không thì anh em có thể đổi cả cái đá rèn thần khí cũng được, nhưng mà mình vẫn thích cái đá tinh luyện trang bị hơn vì nó tăng phần trăm nhá. Còn về cái ưu đãi hiện giờ đấy thì đợt này thì nó cho mua 11 lần nhá, chứ không phải là 10 lần như ở trên cái trang web nhá. Con thần thú này nhiều anh em cũng hỏi là có mua hay không nhá. Riêng mình là mình sẽ mua nhá. Tướng có thể là mình không mua, mà thần thú kim thì chắc chắn là mình sẽ mua nhá. Cái game này thần thú thì nó tăng cực kỳ nhiều lực chiến luôn anh em ạ. Nhất là với anh em nào mà chưa được sở hữu con thần thú kim ấy thì anh em nên mua nhá. Nếu mà dư dư kim bảo lên mua nhá. Đây mình cũng mua 5 ảnh rồi. Anh em là mở theo dõi mình cũng biết mấy cái sự kiện này ấy, thì mình sẽ chia ra 3 hôm mình mua nhá, để mình làm cái tiêu phí 800 kim bảo nha anh em. Đây cái ác này của mình thì vẫn còn đâu nhỉ, đây mình vẫn còn 40 cái xu vàng nhá. Một đợt xu mình mua mua cái quân ký thì chắc cũng tầm 60 cái xu vàng. Tức là cái sự kiện hiệu lệnh đợt sau ấy chắc chắn là mình sẽ đủ 100 cái xu vàng. Nếu mà nó cho mình đổi cái thần thú kim ấy, chắc là mình sẽ đủ một con nhá. Thần thú ấy, hay là trang bị ấy, thì 10 xu ấy, thì sẽ được 5 mảnh nhá. Mình nghĩ là cái đợt đợt sự kiện hiệu lệnh sau ấy là nó sẽ đổi nhá, nó cho mình đổi cái thần thú 4 nhá. Mình nhớ cái hiệu lệnh đấy cũng khá là lâu nhá.
Một là nó sau cái sự kiện mới lại sẽ đến hiệu lệnh nhá. Hai ấy, là nó sẽ thêm một cái sự kiện nữa rồi mới đến cái hiệu lệnh nhá. Rồi tí quay xong video mình lo cái Agar mình farm luôn nhá. Không sợ tối mình quên phí mất 40 cái quân lệnh nhá. Hên hên ra 10 cái nguyên liệu ấy, khéo còn hơn nhanh nhá. Nhưng mà mình chắc là nghĩ thì ra tầm 6-7 cái thôi. Xác suất rơi nguyên liệu ở cái công thành chiến khá là thấp nhá. Như cái nhiệm vụ hiệu lệnh ấy, thì nó cũng chỉ có 60 lần công thành tiến chiến ấy phải. Còn riêng cái sự kiện mừng lễ ấy, kéo khi mình đánh cả 100 lần một ngày cũng không đủ 20 cái nguyên liệu nhá. Nên cái sự kiện mừng lễ thì nó đứng thành khó hơn rất là nhiều nhá. Ok, mình xin kết thúc video đây nhá. Hẹn em vào ngày mai. Anh em mà có muốn hỏi gì thì cứ bình luận ở dưới nha, mình sẽ trả lời tất tần tật nhá. Ôi, như hôm nay mình vẫn chưa đi cái biệt nhay mà, chút này quên. Chắc là sau mình cứ quay video tầm này là chẳng ra mình quên được cái nhiệm vụ này. Ồ, có tốt kéo rồi anh em ơi. Chuẩn bị luôn. Ủa chắc là hôm nay mình win an rồi anh em ơi. 400 dưới mới 300 dưới. Phiền quá anh em ạ. Đánh cái ba hàng này thì anh em chia ba con được chiến ra ba hàng nhá. Anh em đừng có dồn vào một hàng top dồn vào hàng ấy, dễ thua lắm. Còn cái đi hai hàng ấy thì mình dồn 4 con một hàng và dĩ nhiên là cái con lực chiến cao nhất thì cho đứng đầu. Này vẫn hình như vẫn đội vừa đấy sao nhỉ? À như đội khác. Ok mình win win 3 trận nhá. Rất là hên luôn.